Dạ, trân trân kính chào quý ông bà, quý cô bác, anh chị và các bạn. Đi xa Huế chừng khoảng 45 km đi về hướng Bắc, là thuộc địa phận của xã Phong Bình, tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng gần giáp với Quảng Trị. Thì chúng ta sẽ gặp một ngôi làng quê, vùng thấp trũng nhất của xã. Thì nơi đây là Trân Trân đã về thăm bà con nghèo một lần sau trận bão lụt năm 2020, và để lại một kỷ niệm mà Trân khó quên được. Đó là sự chất phác hiền hậu của bà con ở nơi đây. Khi bà con đón nhận những phần quà một cách vui vẻ, trân trọng và biết ơn. Và điều đáng nói là sau khi Trân rời đi để mà vào lại Huế, thì bà con lại đem cái phần quà đó chia sẻ lại cho những bà con không có phần. Vì số lượng Trân trao thì chỉ chừng khoảng 100 phần, không đủ cho bà con cả làng. Trong cái đó bà con khó khăn thì lại nghĩ là thôi, tình làng nghĩa xóm, nhà ai cũng ngập lụt, cho nên để đồng đều, để mọi người đều ấm lòng. Tính vì cái chia sẻ yêu thương bà con xóm làng với nhau mà nói đến một cái tinh thần gắn kết, đã để lại cho Trân những cái thán phục và yêu quý. Thầm nhủ là có điều kiện là sẽ trở lại nơi đây. Hôm nay thì Trân rất là vui khi được cô Susan ở Mỹ gợi gắm để Trân lại trở lại đây một lần nữa, với ngôi làng mang cái tiếng rất là độc đáo, đó là làng Siêu Quần. Đây là một ngôi làng độc đáo nhất Việt Nam, là vì có cả những cái rừng cây lộc vừng mà người Huế gọi là cây mưng, một loài cây cảnh rất là có giá trị, mà nhà nhà nẻo xóm đâu đâu cũng thấy những cây lộc vừng ra hoa kết trái. Khi Trân được bà con chia sẻ là ở đây dù khó thế nào thì bà con cũng gây dựng cây này không bán, là muốn ngôi nhà của mình cũng như là bà con cả làng là được cái hàng lộc vừng chẳng gió chẳng bão, về mùa mưa bão thì đỡ lo, nhà tốc mái, điều rất là đặc biệt. Và bây giờ thì Trân Trân xin mời quý cô bác, dì chú, anh chị em cùng Trân Trân đi vào điểm phát quà cho bà con. Trân Trân đã đến địa điểm phát quà là nhà văn hóa của làng Siêu Quần rồi. Mấy bác mừng không? Dạ, mừng lên. Dạ, cho đi mừng lại. Cách đây 2 năm con có về thăm mấy mẹ, có thấy nhà hảo tâm trao qua hỗ trợ lụt bão cho mẹ mẹ nhớ con không? Nhớ chứ. Để nổi mấy cái dâu, mấy từng trái dâu nóng á. Đúng dạ. Có chi mừng, có chi mừng, con có chi là mẹ mừng thôi. Dạ. Mà gần lụt bão rồi. Thằng cuối tháng 7 rồi. Đó, tháng 7 được nhảy lên bờ. Chứ biết nhảy lên ngang mô đây. Đó, thì giờ chỉ có bao gạo của cô Susan gửi về, có quà, có tiền để cho mấy mẹ dự trữ lụt bão nè. Dạ, có tiền nữa. Mấy mẹ thấy khỏe chứ? Dạ. Dạ. Có xuyên ở Mỹ, nhưng mà về thăm ba con, nhưng mà bây giờ không kịp thời gian cho nên gửi con. Đó, về mời mẹ mẹ nhận quà về, đỡ lo mẹ ngay được nhảy lên bờ. Mà đấy không phải là nhảy lên bờ nữa, mà nhảy lên tới trên cái lần này. Năm 2000 là như lụt lên tới kia. Ngang lại tới ngang đính rồi. À, ngang cái kia đính kia. Tôi cũng là gần lụt vừa rồi. Họ lên bờ mình lên tới lụt cửa đó. Tôi chứ là cùng lụt đâu người mình thêm 5 tấc nữa đó. Năm mới chạy lên bờ thì chạy ngã mỗi đây. Dạ.
có ruộng lúa rồi được, phải chắc cho cao. Họ cắt thì cho cơm ăn hay cho cơm. Dì làm vậy sao? Bà. Dì nhận cho ai rước? Hả? Dì nhận qua cho ai rước? Cái mà. À, cho mà. Cái mà gì? Mà tôi đây là mà ô. Chúng mà cha được à? Dạ. Mẹ chúng mà cha được. Mà chúng mà cha hả? Dạ. Một mẹ đẻ 90 con lần. À. Ừ, mẹ đã đẻ 9 đứa lần này. Mẹ 9 đứa luôn. Ừ. Mẹ 9 đứa. Ừ, mà chỉ con 6 thôi. Mà 9 người có nuôi mẹ không? Nuôi. À không có nuôi rồi nhức rồi chứ có. Con có nghe cái câu chi đó một mẹ nuôi 10 con thoải mái. À mà 10 con không nuôi tròn người mẹ. À nãy giờ rồi nó nói lắm màu. Con chưa làm thật là không có. Nuôi tròn chứ, nuôi giọt với thằng tròn. Dạ. Mẹ mẹ nhận cho mẹ cho ai? Biết không nghe? À được hả? Nó thấy con kèm. À nhận cho người ô. À, hèn chứ thị trấn mất khỏi mà cười thôi. Con Di chắc cũng nhận giùm cho ai nè? Dạ, nhận cho em. À, cho em, người em của Di bị chi? Dạ, cho nhận em, cho em. À, không được thấy chi lợn hơn. Dạ, dạ. Có nữa là ô điệp. Rồi chi là ô chắc cười với ông. Dạ, rồi ha. Ba con tuổi đấy á, nhờ ngư nghiệp, về nông nghiệp luôn Di hả? Dạ. Chắc nông nghiệp đâu cắn cái lúa không, nhưng có cái kỹ gì ngoài đó. Thầy có sống đấy. Đấy là một cái vùng rất là thấp trũng. Thấp trũng ở Quảng Điền thì có mấy vùng là Quảng Điền, con ra đây tới Phong Điền là có Phong Bình. Đúng rồi, Phong Bình đấy. Bên đó là Long Chào đi em này. Dạ. Cái quê ra dùng Long Chào. Đó, ở Quảng Điền là... Quảng Điền à, Thừa Thiên Huế là có Quảng Điền thấp trũng. Còn về Phong thì có Phong Bình là mấy thôn Phong một trũng, mà đấy là nằm giữa đông mọi người. Nằm giữa đông. Rồi cái đông mà giống cái Long Chào em nè. À Long Chào đó. Đông nào hẳn mà nước cũng là hẳn. Còn về đây thì hẳn giống đi. Dạ, Long Chào. Cảm ơn gì? Cái vùng bom đi. À, cảm ơn gì? Vì diễn tả như là con hiểu rồi. Diễn tả như là con quá hiểu rồi đó. Diễn tả này chúng là gì? Diễn tả rất là sâu. À, sâu như Long Chào lận. Con hiểu rồi. Dạ. Nói cho tôi ba con. Miền Trung mình đã quá khổ về mưa gió rồi. Mua đến cỏ gặp nữa chứ, xong rồi cỏ gặp nữa. Dạ. Mất mua mà chuẩn bị mưa bão đi, mà lúa thì đang ngoài đông thì đang vàng. À. Chuẩn bị gặp mừng. Mua đi đào cho bừa đóng cỏ gặp nó đăng. Mua đi. Để mãi đăng. Mua đi cũng được nè, cỏ nới được nó xuống. Dạ. Ừ, ngày hôm nay có qua là thầy ấm áp rồi. Có qua là thầy tươi rồi đâu. Dạ. Dạ con ở Huế. À. Dạ. Con mà con Huế đi rồi à. Mẹ có đi nhận mà có mẹ có cỏ. Dễ thương đi mà quên. Dễ thương đi mà quên. À dễ thương chứ. Vì gì cũng bảo giờ có qua cho nên đi mới dở. À dạ. Dễ thương cho bà dễ. Dạ dễ thương. Dễ thương là tiếng của Huế mình. Dạ. Dễ thương. Gặp mấy gì thương được. Hy vọng em thương mấy gì là mấy gì cũng nhìn em đi thương em đi chứ em thương mấy gì lâu lâu rồi. Dạ. Vì mà đang việc em mà được. Ông mẹ chẳng có ai đi nhận cho mẹ hết à. Mẹ mấy mới rồi? Tầm 5, à tầm 7 rồi. À mẹ tầm 7 rồi. Dạ, chào chúc mừng mẹ, mẹ thò quá rồi. Thấy con mẹ con đi thì khỏe. Mẹ uống không chở mẹ đi à? À là mẹ tự đi. Không có ai hết. À uống, mẹ không có ai hết hả? Dạ. Con cãi chẳng có ai. Con quay làm thôi. À, dạ. Vậy thế hôm nay có cô Susan á. Ló qua cho mẹ. À. Mẹ về mẹ đợi ló. Mẹ thấy ấm áp chưa? À, cảm ơn. Dạ. Mẹ mẹ đợi cho con chút mẹ nhận qua. Thấy mẹ mẹ cầm cái phiếu nhận qua trong tay. Ai cũng hồ hởi vui vẻ. Trân trân cảm ơn cô Susan rất là nhiều. À, Susan đem niềm vui cho mẹ mẹ thì Trân Trân cũng vui. Mọi người cũng vui.
Cô tìm về làm dấu đó. Dạ, về mới sẽ có dấu. Ra nó nghe sợ chị chế. Dạ không, mô, bóng mày mê mới chứ có dấu. Chứ mê mà nói tôi có dấu rồi. Con kính thưa quý ông mê cũng như là quý bạn, cô chủ, anh chị. Hôm nay con được sự lợi lạc của cô Susan ở Mỹ gửi về 20 triệu giúp quý bà con 40 phần quà trong làng. Là siêu cùng thì một làng rất là thấp trũng. Về mùa mưa bão thì chưa mưa đã lụt rồi. Mà họ mà lụt thì đấy là lụt đầu lụt cổ. Và tội bà con. Cho nên 40 phần quà hôm nay là đồng viên và giúp bà con vượt khó khăn mùa mưa lụt sắp tới. Cụ thể, hỗ trợ như vậy là một con gà nó dẻo 10 kg 140.000 và một chai dầu ăn 35.000, một lít nước mắm 12.000, tiền quà là 187.000 và thêm 300.000 tiền mặt nữa. Tổng mỗi xuất quà là 487.000, gần 500.000, gần nửa triệu rồi. Quà nếu còn mừng à, mừng cho mày nè. Bốn mươi phần như vậy là bằng 19.480.000, 500 tiền vận chuyển là bằng 19.980.000, Trân nhận là 20 triệu, chi 19.980 là còn 20.000 thì Trân trả tiền chứng minh. Con chúc quý ông mì sức khỏe. Dạ, về ăn cơm ngon miệng. Có nước mắm để lo mưa bão. Dạ, này thấy mắt cũng xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ không, con phải hai vợ chồng. Con đang chú đi về làm dấu chú mà. Cho bữa lại bạo lục nè. Bây giờ nè, có ra cho bạo lục bữa đi. Đường đi đây, bữa không cho được. Dạ. Cảm ơn cô xuất sinh chứ con giúp thôi. Rồi, chúc con chúc mẹ sức khỏe. Cảm ơn. Dạ. Có gạo, có mắm muối đã đỡ nó rồi. Rồi. Rồi, con xin mời mày mê nhân. Nhà tài tử. Dạ có chiến. Dạ. Mưa lũ bão cũng về cho chứ vẫn bị mừng ruộng mất mua cũng cho. Dạ. Rồi chứ. Dạ. Dạ của có xiên. Dạ. Chắc mẹ mê là cũng chi xiên. Dạ. 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 Gà với mẹ mê đồ nước thì cứ mê hết. Gạo dẻo. Dạ. Dạ. Cô xiên gửi mẹ. Dạ cảm ơn xiên. Dạ. Cảm ơn cô. Cô xiên là mì. Cô con là cô Trân. Cảm ơn cô xiên. Dạ cháu Trân. Dạ. Dạ. Có những người đứng hai lần hai lần dùng nha. Bây giờ đi là phải đâu đang thể hai lần nhìn dùng nha. Những người bình đó đi được. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Thiếu người nữa. Có một người nữa, đây đi. Đây rồi. Rồi. Tám, chín rồi, thanh chín rồi. Hai, bốn, sáu, tám, chín. Rồi. Một, hai, ba gì? Dạ, có xuyên chứ. Cũng phải của con. Dạ. Có xuyên ở bên Mỹ rồi. Để ba con lo cho ba con mưa lụt đây.
thêm cái gì hả? Cảm ơn cô Xuyên. Dạ, cô Xuyên. Con gửi lời lại. Để con gặp với cô Xuyên. Dạ. Thưa quý vị, nói chung đến làng thì đây là một cái làng mà thuần nông. Bây giờ thì cũng đang là vào vụ mùa chuẩn bị thu hoạch, nhưng mà hoàn cảnh của làng này thì rất là nhiều mẹ già đau ốm bệnh tật, cho nên là sau khi mà đã quyết định cùng với các anh ở đại địa phương mà sẽ cho 40 hộ thì số lượng còn quá thiếu nhiều, cho đó những cái hồ mà mấy mẹ già đau ốm bệnh tật nhiều thì phải nhờ các cháu đi nhận về giúp ha. Rồi, ông mẹ ha. Mấy em cũng như mấy chú á, cũng qua về cho mẹ mừng hết. Dạ. Nhưng cái tuổi lớn rồi, bây giờ mưa mưa mà gió mà có số qua thì đi là mấy mẹ mua cũng vui lắm. Rồi, xin chịu hết. Dạ. 3 triệu. Cảm ơn. 3 triệu. Con 1 triệu. 2, 3. Rồi. Con 2 triệu. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhân viên 2 người luôn. Dạ. 1, 2, 3, rồi. Rồi, mấy con nhân đi. 5. Đây là 40. Phần quà của cô Susan, Trân Trân đã thay mặt cô gửi đến quý ông mẹ già cả neo đơn ở làng Siêu Quần, một làng rất là thấp trũng của xã Phong Bình này rồi. Thấy bà con rất là vui mừng ấm áp khi nhận quà, cho nên Trân rất là hạnh phúc. Trân Trân cảm ơn cô rất nhiều, kính chúc cô cùng gia đình luôn bình an sức khỏe. Và Trân Trân cũng chân thành cảm ơn quý khán giả kênh YouTube Huế Thương luôn đồng hành theo dõi, bỏ thời gian để theo dõi clip Trân Trân, rồi đồng viên, rồi góp ý và thiệt lòng ủng hộ. Trân Trân rất là xúc động, kính chúc cả đại gia đình luôn bình an sức khỏe. Trân Trân xin tạm biệt. Mọi người kính mong quý ông bà của bạn anh chị có thể là cho Trân Trân một lượt chia sẻ, đăng ký và cho Trân Trân một like. Trân Trân cảm động lắm, Trân Trân rất biết ơn.